Dở là xác định ở nhà luôn. Ok nha. Xin chào anh Nhân Đồng Nai. Anh Nhân Hô Đồng Nai. Vậy là trọng tài đã xuất hiện và cho các vận động viên tiến hành bốc thăm rồi. Hôm nay thì ngoài đội ngũ livestream thì có đội ngũ chụp ảnh và xử lý hình ảnh rất là dữ dằn cho mọi người. Giải này thì là một giải cực kỳ hoành tráng, là và chất lượng hình ảnh thì mọi người không phải bàn cãi nha. Mọi người có thể xem trên màn hình. Xin chào anh Dánh Ban Mê, xin chào Phạm Hoài Mai và các khán giả đang theo dõi livestream nhé. Các vận động viên đang tiến hành chụp ảnh lưu niệm cho giải đấu lần này. Hôm nay thì team truyền thông không là để bình luận viên đếm xem nha, 2, 4. Team truyền thông không là tổng cộng là 7 người cho để phục vụ đem đến những hình ảnh và của trận đấu. Không, 8 người mọi người ạ. 8 người, tổng cộng là 8 người để đem đến những hình ảnh rất là sống động, và mọi người đang xem trên livestream đó. Để có được những hình ảnh như thế này chúng tôi phải tốn tới 8 người lần đó mọi người nha. Xin chào anh Ngữ Nam Cu nha. Chúc em cũng như bên luân viên Duy Tóc Dài cũng chúc anh Ngữ Nam Cu một ngày mới tốt lành nha. Mọi người hãy theo dõi, 4 ngày cuối tuần này sẽ là 4 ngày diễn ra các trận đấu quyết liệt, giải thưởng rất là lớn. Không khí ở trên sân thì bây giờ bình luận viên thấy là nhìn mặt nhau là thấy nóng rồi, chứ còn không cần phải khởi động nữa. Nhiệt độ ở ngoài trời lúc này đang là 33 độ C tại thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù bây giờ chỉ mới có 9 giờ rưỡi sáng thôi, trời rất là nóng. Cũng may là ở sân Lan Anh này bình luận viên và team có một cái gốc cây rất là dễ thương luôn. Nó sẽ che nắng cho bình luận viên và cả team truyền thông nữa. Đấy chà, mới có khởi động thôi mà 63.000 khán giả đã vào xem rồi. Hình ảnh như thế này thì nét như Sony đúng không mọi người? Xin chào anh Bờm Thanh Đa nhé, Nguyễn Mạng Minh Mẫn. À, xin chào anh Nam Tiền Giang. Nhà bảo tồn động vật quý hiếm, động vật có đôi chân mạnh nhất thế giới. Đúng không anh Hoàng Nam Lê? Xin chào Quang Nguyễn nha. Hiện tại thì trọng tài đã cho bốc thăm xong và đã lên ghế rồi, và các khán giả, ơi xin lỗi, các vận động viên đang hoàn tất những bước khởi động cuối cùng của mình để trận đấu đầu tiên trên sân trung tâm này sớm được bắt đầu. Đồng giám anh ơi, ca ca ca, bảo tồn mà động vật có đôi chân mạnh nhất thế giới mà còn la gì nữa, nhà lầu xe hơi gì nó đá cũng bay mà, đúng không anh Hoàng Nam Lê? Giải đấu lần này thì được tài trợ chính bởi nha khoa Bình An Peace Dentistry, một hệ thống nha khoa rất là lớn, và đồng tài trợ là câu lạc bộ Thành Công và hội ông bầu Sài Gòn. Thì nha khoa Bình An thì là một hệ thống nha khoa tại Sài Gòn, và cũng bao gồm các chi nhánh là nha khoa Sài Gòn Biên Hòa ở Đồng Nai nữa nha mọi người. Còn mọi người đánh tennis thì biết đi làm răng ở đâu rồi đúng không? Chứ còn đánh tennis mà tham dự giải nha khoa Bình An mà đi làm răng ở chỗ khác thì mai mốt làm gì có những giải đấu như hoành tráng như thế này cho mọi người đánh nữa đúng không? Anh nhớ nè, gia đình bạn bè vợ lớn vợ nhỏ gì có đi làm răng ở đâu thì biết rồi ha. Tennis Tú 2004 chủ nhật mấy giờ đánh anh Bình Luân Viên? Xin chào anh Triệu Hoàng Hiếu nha. Chủ nhật thì cứ mỗi ngày thì đều bắt giờ lúc bắt đầu lúc 9 giờ sáng nha mọi người ơi. 9 giờ sáng thì giải đấu các đó được trận đầu tiên sẽ được bắt đầu. Nếu mà có trễ thì chắc chắn cũng trễ khoảng chừng 10-15 phút thôi, chứ không thể nào trễ hơn được nữa. Hoàng Nam Lê, vợ lớn vợ nhỏ không làm một chỗ được, được chứ có gì đâu, nó nhiều chi nhánh lắm. Nha khoa Bình An có rất là nhiều chi nhánh nha, nên không cần phải lo, mà thậm chí trong cùng một chi nhánh nó cũng có nhiều phòng làm răng khác nhau nữa, nên không cần phải lo lắng đâu. Đúng không anh Hoàng Nam Lê?
thậm chí vừa vợ lớn vợ nhỏ mà vừa sugar baby đi theo cũng được mà, đâu sao đâu. Xin chào anh Luân Quý Xuân nha. Quýnh dạ này lỡ có bị gãy răng có được làm miễn phí răng không bình luận viên? Cái này anh Việt cũng đang coi livestream đó, không biết để anh Việt anh comment nha Bồng Thanh Đa ơi. Xin chào Nguyễn Ngọc Châu nhé và các khán giả đang theo dõi livestream nhé. Trên màn ảnh của các bạn là anh Hợi Phúc Nguyên. Anh Hợi Phúc Nguyên cũng là một nhà tài trợ chính cho tennis phong trào của Đắk Lắk và khu vực miền Nam nha mọi người. Anh là một ông bầu cũng khá là nổi tiếng với hệ thống giải Phúc Nguyên rất là thường niên tại Đắk Lắk Buôn Ma Thuột, giải cũng rất là lớn nha. Xin chào Nguyễn Tiến Vinh và các khán giả đang theo dõi livestream. Thì anh cũng là công tác bên ngành nha khoa cùng với anh Duyệt nha khoa Peace Dentistry. Bình luận viên cho em bắt cặp Hợi Dương ok không nha, đây là giải lớn rồi, không có vui chơi có thưởng nữa nên mọi người hạn chế, đừng có chọc ghẹo bình luận viên những cái từ ngữ mà nó dễ bị ăn gậy với dễ bị report của Facebook nha mọi người ơi. Hôm nay thì bình luận viên sẽ bình luận một cách chính quy một chút xíu, tại vì ban tổ chức anh em truyền thông đã quán nên bình luận viên là không có được, tại vì lúc này Facebook làm rất là căng nên bình luận viên sẽ bình luận chính quy một chút xíu, bớt giảm bớt hài hước và sử dụng ngôn từ gần chợ xa trường học nha mọi người. Thường thường thì mọi người hay thích cái kiểu mà bình luận viên xài những cái cụm từ nó mang tính chất gần chợ xa trường học hơn, nhưng mà hôm nay thì bình luận viên dời nhà về trường học gần trường đại học chút xíu rồi. Vậy là các vận động viên đã khởi động xong và trận đấu của chúng ta sẽ sớm được bắt đầu. Giải mà giải thưởng lớn về nhìn mặt nhau là nóng rồi, cần gì phải khởi động lâu đúng không mọi người? Chỉ cần nhìn thấy nhau là thấy nóng rồi. Xin chào anh Mai Văn Ý nha. Thật ra thì anh Mai Văn Ý đang ngồi kế bình luận viên mọi người ạ. Vậy là theo kết quả bốc thăm thì ở phía gần màn hình của các bạn sẽ là anh Hợi Phúc Nguyên và anh Dương Đắk Lắk, anh Dương thành công. Còn ở phía xa màn hình của các bạn sẽ là cặp đôi còn lại. Vậy là trọng tài đã ra hiệu trận đấu được bắt đầu rồi. Chúng ta hãy theo dõi những diễn biến của trận đấu này. Game đầu tiên thì anh Tím D2 sẽ là người cầm giao bóng. Game đầu tiên Tím D2 cầm giao bóng, sở trường của Tím D2 là đánh lưới. Đó là một cú lấy volley rất nhanh. Anh Tiệp Thép đã lấy volley rất nhanh và thực hiện một cú drop shot. Vụ trả giao bóng hơi dễ của Hợi Phúc Nguyên. Trả giao bóng rất hay từ phía Dương Đắk Lắk thưa quý vị. Đó là một cú né trái đánh phải cực sâu và không có cơ hội nào cho Tím D2. Một cú đánh rất rác của Dương Đắk Lắk. Xin chào Chủ tịch Hoa Đồng Tháp nha, Trần Tính, Trần Lương Ân và các khán giả đang theo dõi livestream nha. Mọi tai nạn về răng trên sân đấu tại giải lần này đều được bảo trợ nha bình luận viên. Các vận động viên tích cực nhắm vào răng nhau mà tán. Ok, anh Việt đã có lời rồi nha mọi người. Bồm Thanh Đa nhớ nha, tất cả những tai nạn về răng miệng sẽ được anh Việt free hết nha. 15-30, đó là pha bắt vô lê quá dài của Tím D2. Trả giờ bóng không tốt, giờ bóng cực năng của Tím D2 về phía Dương Đắk Lắk 30 đều. Vẫn... vừa vào trận thôi là đã có những pha ăn miếng trả miếng khá là dữ dội rồi. Một pha quyết định móc bóng công cao của anh Hợi Phúc Nguyên, tuy nhiên thì bóng nó quá dài, tỷ số được nâng lên 40-30. Hòa Đồng Tháp, hello bình luận viên nghe đâu giải, chúc bình luận viên không bị khan tiếng nha. Ok, cảm ơn Chủ tịch Hòa Đồng Tháp rất là nhiều. Vẫn còn phản xạ, không được. Đó là pha phản xạ vô lê của anh Hợi Phúc Nguyên, nhưng mà bóng nó hơi non, không né được vị trí của anh Tiệp Thép đang trụ ở trên lưới. Và không có gì khó khăn cho anh Tiệp Thép giải quyết quả bóng gọn gàng, mà tỷ số được nâng lên 1-0 cho cặp đôi Tím D2 và anh Tiệp Thép. Hai đội tạm đổi sân và đổi giao bóng.
mọi người đang theo dõi ngày thi đấu đầu tiên và nội dung đầu tiên của ngày thi đấu chính thức đầu tiên, còn ngày thi đấu phụ thì đã diễn ra rồi cách đây một tuần. Sau ngày thi đấu đó thì bình luận viên mất luôn cái nick Facebook. Và đây là ngày thi đấu chính thức đầu tiên với trận đấu mở màn của nội dung đôi nam 1525 điểm mọi người nhé. Game tiếp theo, anh Dương Đắk Lắk, anh Dương Thành Công sẽ là người cầm dao bóng. Trời ơi, đó là một pha bắt vô lê trải tài không tốt của anh Hợi Phúc Nguyên rồi. Bóng không quá khó, bóng treo đầu lưới, tự nhiên thì anh bắt nó trúng cành vợt và nó rút lưới luôn. 15 xin lỗi. Không được là pha bắt vô lê quá dài của Dương Đắk Lắk. Tỷ số được nâng lên 0-30. Tiếp đây 2 thì sở trường đánh lưới chứ không phải đánh phong nha mọi người. Nên cái cách mà anh trả vào bóng thì nó không có rác. Mà theo bình luận viên quan sát, hình như kèo của Tiếm Đê 2 và Tiệp Thép sẽ là hai lưới, còn bên kèo của Dương Đắk Lắk và Hội Phúc Nguyên sẽ là một phong một lưới. Sở trường của Hội Phúc Nguyên vẫn là đánh lưới. Phản công của anh Tiệp Thép, tuy nhiên thì bóng nó rút lưới rồi. Tỷ số được rút ngắn 15-30. Xin chào Nguyễn Bình Phước và các khán giả và gần 80 khán giả đang theo dõi livestream. Xin chào chị Thủy Phương, xin chào Phan Huy Chương, Đặng Trần Việt Mỹ. Mọi người đang theo dõi giải nha khoa Bình An Pitch Dentistry mọi người nha. Một bóng lỗi. Đó là một pha nương tay của Hợi Phúc Nguyên. Tuy nhiên thì bóng nó vừa đủ khó để anh Tiệp Thép có thể không kê lại và tỷ số được cân bằng 30 đều. Chúng ta hãy chờ xem những diễn biến tiếp theo của trận đấu này. Thấy trận đang diễn ra khá là cân bằng, vẫn chưa bên nào có break. Trận đấu chỉ mới bắt đầu ở game thứ 2 thôi. Ép trái, Tiếm Đê 2 vẫn đưa được bóng vào sân. Không, bóng ngoài, trọng tài xác định bóng ngoài rồi. Và giữ bóng của Tiếm Đê 2, bóng nó hơi thiếu chính xác một chút xíu. Xin chào anh Lộc CR4 của Đồng Nai. Bên diễn đàn nào vậy Duy? Dạ bên diễn đàn Tennis Infinity nha anh Sony ơi. Xin chào Võ Minh Châu. Một bóng lỗi 40-30 và tỷ số đang là 0-1. Xin chào anh Sony nha, một khán giả rất là quen thuộc của bình luận viên Duy Tóc Dài. Trời ơi, vào bóng double fault rồi, hai chị em sinh đôi rồi, mới có game thứ hai thôi mà anh chào bình luận viên chuyên nghiệp. Dạ cảm ơn anh Võ Minh Châu rất là nhiều. Mới có game thứ hai thôi mà anh Dương ảnh đã có hai chị em sinh đôi rồi. Bóng bạn, trời ơi, chết túi. Trời ơi, bóng treo đầu lưới, liên tục là hai pha bóng treo đầu lưới xử lý không tốt của anh Hợi Phúc Nguyên rồi. Bóng quá dễ luôn, anh đứng cách lưới không quá nửa mét luôn mà anh đập bóng nó rút lưới và nó không qua lưới. Xin chào Hoàng Duy nhé và các khán giả đang theo dõi livestream. Vậy là tỷ số đã được nâng lên 2-0 cho cặp đôi anh Tiếm Đê 2 và anh Tiệp Thép rồi. Game tiếp theo, game thứ 3, tỷ số là 2-0. Game thứ 3 bắt đầu, anh Tiệp Thép sẽ là người cầm dao bóng. Quá đáng tiếc khi anh Hợi Phúc Nguyên đã đánh mất break một cách quá đáng tiếc như vậy. Bóng vẫn còn. Tiếm Đê 2 theo bóng và đó là pha bắt vô lê không tốt, cú đập smartphone của Tiếm Đê 2. 15-0. Thế trận bắt đầu sau khi mất break thì nó đang nghiêng về cho cặp đôi Tiếm Đê 2 và anh Tiệp Thép. Xin chào anh Nguyễn Đình Trọng nhé. Một bóng lỗi. Tuy nhiên thì ở lượt trận đầu tiên thì tâm lý thi đấu nó vẫn còn rất là thoải mái. Trời ơi, một pha quyết định đánh dọc dây của Dương Đắk Lắk, tuy nhiên thì bóng nó đi quá dài. Một bóng lỗi. Xin chào anh Trần Thanh Điền nha, Điền 3T hôm nay có đánh không Điền 3T ơi. Trải vào bóng không tốt của Hợi Phúc Nguyên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Hợi Phúc Nguyên nữa. Chắc dạo này anh chạy bộ nhiều quá. Trình này là trình đôi nam 1550 điểm nha anh Nguyễn Quang Ngọc ơi. Một bóng lỗi. Né trái đánh phải rất sâu của Dương và không có gì khó khăn. Và sau đó anh lên lưới rất là nhanh và dứt điểm rất là gọn gàng. Tỷ số được rút ngắn 40-15. Tuy nhiên thì thế trận và ưu thế vẫn đang nghiêng về cho cặp đôi anh Tiệp Thép và anh Tiếm Đê 2. Rất nhanh, bóng vẫn còn. Không được rồi, đó là pha bóng không hiểu ý. Tại vì một cái tay trái, một cái tay phải đó là đều là hai quả bắt vô lê thuận tay của anh Dương và anh Hợi cả.
Vậy là tỷ số đã được nâng lên 3-0 và thế trận đã hoàn toàn thuộc về cho cặp đôi Anh Dương và anh Hải. Theo bình luận viên thì cả bốn vận động viên đều bắt nhịp khá là nhanh. Tuy nhiên thì những pha xử lý dứt điểm và những quả bóng quyết định thì anh Hải Phúc Nguyên xử lý nó quá thiếu chính xác và nó quá thiếu cảm giác luôn thưa mọi người. Vậy là bây giờ tỷ số là 3-0 cho lượt trận đầu tiên của giải quần vợt diễn đàn tennis Infinity tranh cúp Nha Khoa Bình An Fish Dentistry rồi mọi người ạ. Game tiếp theo, game thứ tư thì anh Hải Phúc Nguyên cầm vào bóng, tỷ số là 0-3. Còn kiếm cho chú chai nước này. Nguyên thủng hả? Ok. Oh, thank you anh. Bắt vô lệ trúng cành vợt nhưng nó vẫn vào sân của anh Dương Đắk Lắk. Và sửa dọc dây của tiếm D2, tuy nhiên thì bóng nó cũng đi không chính xác luôn. 15-0, 0-3 và 15-0. Xin chào hơn 90 khán giả đang theo dõi livestream nha. Mới lượt trận vòng 1 thôi mà khán giả đã vào xem rất là đông rồi. Một bóng lỗi. Một lay là một pha bóng khá là may mắn của anh Dương Đắk Lắk nữa. Bóng nó chạm lưới và nó vẫn qua sân. Tỷ số bây giờ là 30-0, 0-3 và 30-0. Xin chào 95.000 khán giả đang theo dõi livestream nha. Một cú rớp shot nhưng bóng không đủ ngắn. Điên vào chỗ trống. Tiệm D2 đã nỗ lực để cứu bóng. Tuy nhiên thì bóng được anh Hải Phúc Nguyên cài rất là khó. Và bây giờ khán giả đã lên 103.000 rồi. Luận viên chỉ chém gió thôi nha mọi người, chỉ có 103 thôi. 40-0, vẫn chưa có gì khó khăn ở game cầm vô bóng thứ tư này. Đó là pha bắt vô lê không tốt của anh Dương. Trận đấu mà bình luận viên livestream được xem nhiều nhất đó là giải OBLD được tổ chức bởi diễn đàn Tennis Infinity ở Quảng Nam vào mấy năm trước, thì với số lượng người xem kỷ lục đó là 1.400 người xem. Kỷ lục đó, giải tiếp theo là giải Tân Đại Dương, cũng làm việc với hai giải đều làm việc với team truyền thông Nova. Hai giải đều đạt số lượng người coi kỷ lục là 1.000 người xem và 1.400 người xem, cao hơn cả số lượng lượt xem trên người xem trên kênh VTV3 luôn đó nha mọi người. Lớp bóng ra ngoài rồi, tỷ số bây giờ là 3-1, tạm thời nghiêng về cho cặp đôi tím D2. Game tiếp theo, game thứ 5 thì tiếm đi 2 cầm vào bóng, tỷ số là 15-0. Đánh mấy giờ nghỉ với em? Dạ đánh tới chiều tối mới nghỉ nha anh Hiếu Văn Tâm ơi. Qua hay đó là pha phản công rất hay của anh Hợi Phúc Nguyên, một cú đánh thẳng vào vị trí của anh Tiệp Thép đang di chuyển ở trên lưới. Xin chào anh Đoàn Chính Minh nha và các khán giả đang theo dõi livestream. 15 đều, một bóng lỗi. Không, hình như là 0-30 thì phải. 0-30 á trong tay. 0-30. Hay quá. Trời ơi Dương ơi, trong pha bóng vừa rồi không hiểu Dương xử lý như thế nào nữa thưa quý vị. Một pha xử lý có phần hơi lòng cộng của anh Dương, bóng không hề ngoài. Anh Dương cho rằng bóng ngoài nhưng theo quan sát của bình luận viên thì quả bóng đó nó vào sân rất là sâu. 15-30. Sau khi mất break thì cặp đôi anh Dương và anh Hợi đang rất là nỗ lực để đòi lại break. Cài bóng rất kinh nghiệm của anh Dương, vẫn đòi được bóng. Tiếm D2 tiếp tục cài bóng sâu sở trường của tiếm D2. Trời ơi, đó là một pha gõ smash ra mang của anh Tiệp và bóng nó đi ra ngoài rất là xa. Và 15-40 và ba cơ hội đã để đòi lại break cho cặp đôi Hợi Phúc Nguyên và Đắk Lắk. Cặp đôi đến từ Đắk Lắk đang có cơ hội để đưa trận đấu quay trở về và xuất phát, không biết họ có làm được hay không. Trải cho bóng ra ngoài và né trái đánh phải không tốt của anh Hợi Phúc Nguyên. 30-40, một cơ hội đã trôi qua, vẫn còn hai cơ hội nữa. Một bóng lỗi. Hay quá, bóng vẫn còn. Trời ơi, Hợi ơi, liên tục là những pha xử lý không tốt của anh Hợi Phúc Nguyên. Ở trận đấu này thì anh Hợi Phúc Nguyên hay hư những quả bóng quyết định. Hy vọng là chuyện này nó sẽ không kéo dài. Tại vì anh đánh rất tốt ở những quả bóng không quyết định, nhưng mà lại hư ở những quả bóng quyết định thì nó sẽ vô cùng đáng tiếc. Bóng vẫn trong sân. Dương
cài bóng ra ngoài. Ba cơ hội liên tục đã trôi qua rồi. Và tỷ số được nâng lên 4-1. Vậy là không có break point. Ba cơ hội để đưa trận đấu quay trở về vạch xuất phát và đòi lại break của Dương Đắc Lát. Tuy nhiên thì anh Hợi Phúc Nguyên và Dương không tận dụng thành công một cơ hội nào cả. Hai đội tạm đổi sân và đổi dấu bóng. Thời tiết bắt đầu nóng lên rồi mọi người ạ. Thưa hơn 100 khán giả đang theo dõi livestream. Nhiệt độ ở trên sân hiện giờ đã là 34 độ C rồi. Bình luận viên dự đoán là vào giữa trưa thì nhiệt độ phải cỡ tầm 36 độ C nha mọi người. Trời rất là nóng. Thời tiết như thế này thì nó sẽ ảnh hưởng đến thể lực thi đấu của các vận động viên rất là dữ. Và đây là một cái giải đấu rất là lớn. Và để vào đến trận bán kết thì các vận động viên có thể đánh từ 5 tới 6 trận. Còn nếu mà đi playoff, nếu đi bình thường thì chắc bình luận viên nghĩ là khoảng 5 trận. Còn nếu mà đánh playoff là phải 6 trận thì mới vào được bán kết nha mọi người. Vì số lượng vận động viên tham dự rất là đông. Xin chào anh Trần Cương. Anh Đình Nam bay cửa bay nhà Tiệp ơi. Không chưa. Anh Đình Nam ơi. Anh Tiệp vẫn còn cơ hội dẫn trước. Vẫn còn dẫn trước và vẫn giữ được break. Game tiếp theo. Tỷ số là 4-1. Game thứ 6. 1-4. Anh Dương Đắc Lắc cầm dấu bóng. Đó là một cú smash chính xác của anh Dương Đắc Lắc. 15-0. Xin chào anh Cao Thanh Hiệp nhé và các khán giả đang theo dõi livestream. Một bóng lối. Và quyết định móc bóng còng cao và sâu của anh Tím D2. Tuy nhiên thì bóng nó quá dài. Tỷ số bây giờ là 30-0. Một bóng lối. Bóng còn không, bóng vẫn còn. Phản công của Tím D2 vẫn cứu được Dương. Một quả smash cực mạnh của anh Dương. Xin chào Thành Đông nha. Tỷ số bây giờ là 40-0. Và anh Văn Tâm Hiểu, mai và mốt đánh trình bao nhiêu em? Mà ngày mai và ngày mốt thì sẽ diễn ra các nội dung còn lại. Đội nam 1950 điểm anh nha. Và ngày chủ nhật thì sẽ diễn ra các nội dung siêu cúp. Tỷ số đã được rút ngắn xuống 4-2 cho cặp đôi Hợi Phúc Nguyên và anh Dương Đắc Lắc. Game tiếp theo, game thứ 7, 4-2. Và anh Tiệp Thép sẽ là người cầm dấu bóng. Xin chào anh Nguyễn Bình Phước nha và các khán giả đang theo dõi livestream. Trả dấu bóng trái tay cực năng đưa với Hợi Phúc Nguyên luôn. Anh Hợi Phúc Nguyên sở trường là đánh trái tốt hơn đánh phải. Và nếu mà giao ép trái của anh là điều hoàn toàn sai lầm. Xin chào anh Phạm Thành nhé. Một bóng lỗi. Pha theo bóng rất nhanh của Tiếm D2. Tuy nhiên thì anh bắt vô lê không chính xác. Đó là pha trụ vô lê để chống lại quả đánh thẳng vô lê của anh Dương Đắc Lắc. Tuy nhiên thì pha sân bóng tiếp theo là không thành công. Tỷ số bây giờ là 0-30. Như Bình Luận Nguyên đã nói thì anh Hợi Phúc Nguyên anh đánh phải tài không hay bằng thuận tài. Mọi người có thể vừa thấy cú trả vào bóng trúng cạnh vợt vừa rồi của anh Hợi Phúc Nguyên. 15-30. Không được rồi, lại là những pha bắt vô lê không tốt. Minh Trí, đầu giải tiếng nói của anh còn trong quá, KKK, ok nha, giải này tới 4 ngày lần và tới 10 nội dung thi đấu lần, không biết là Bình Luận Viên có trụ được tốt hay không. Tại vì nói với cường độ cao như thế này thì nó sẽ rất là mệt, nhưng mà không sao cả. Bình Luận Viên cũng quen thuộc với chuyện này rồi. Lại là một cú trái tay quá dài, phong độ quá không tốt của Hợi Phúc Nguyên trong trận đấu này. Liên tục là những pha xử lý không tốt của Hợi Phúc Nguyên. 40-30. Nếu anh Tiệp giữ được game cầm dấu bóng này, coi như là thế trận đã an bài cho cặp đội Hợi Phúc Nguyên và Dương Đắc Lắc rồi. Rất là khó đòi khi vậy là không có gì khó khăn cho Tiếm D2 và anh Tiệp Thép. Và tỷ số đã là 5-2 rồi.
mọi người đang theo dõi ngày thi đấu đầu tiên và lượt trận đầu ngày thi đấu chính thức đầu tiên và lượt trận đầu tiên của nội dung đôi nam 1550 điểm mọi người nhé. Anh Nguyễn Tiến Mạnh có bình luận viên là bao hay rồi, và cảm ơn anh Nguyễn Tiến Mạnh rất là nhiều nha. Thế trận đã hoàn toàn thuộc về cho cặp đôi Tiến D2 và anh Tiệp Thép, một sự khởi đầu quá không tốt của Hợi Phúc Nguyên. Dương thì đánh rất là ổn định, tuy nhiên thì Hợi Phúc Nguyên thì đánh hơi chệch choạc một chút xíu, chắc có lẽ dạo này anh tham gia chạy bộ nhiều hơn là đánh tennis. Hợi Phúc Nguyên thể lực rất là tốt nha mọi người, anh chơi rất là nhiều môn thể thao, tennis thì tình yêu rồi. Tuy nhiên thì thời gian rảnh thì anh vẫn chạy bộ, để anh là một người giữ gìn thể lực rất là tốt. Xin chào Nguyễn Quốc Huy, Sơn Vải và các khán giả đang theo dõi livestream. Và game tiếp theo anh Hợi Phúc Nguyên sẽ là người cầm dấu bóng, tỷ số là 2-5. 2-5 tuy nhiên chỉ là một break mà thôi, khoảng cách là 3 game nhưng mà nó chỉ là một break thôi. Hy vọng là anh Hợi Phúc Nguyên sẽ rút ngắn tỷ số và để tìm kiếm cơ hội để bẻ break ở game tiếp theo. Một bóng lỗi, không giao lại bóng một mọi người ạ. Một bóng lỗi, anh Hợi thì tay trái giao cực kỳ khó chịu, nhưng mà sự khó chịu của anh Hợi nó chỉ nằm khi anh giao bóng ô số 2 mà thôi. Và ở quả bóng 1 rồi, hay quá. Đó, Hợi Phúc Nguyên và anh Dương Đắk Lắc vẫn trung thành với lối chơi hai lưới và quyết định là lúc nào cũng nhốt Tiến D2 ở dưới khi mà Tiến D2 phải gánh mặt nơi yếu hơn mình. Tuy nhiên thì ở trên 1550 này, Bình Luân Viên nghĩ là độ lệch của các vận động viên nó sẽ không nhiều. Các vận động viên dù kèo thấp hơn nhưng mà vẫn trên 700 điểm rồi. Và kinh nghiệm trận mạc cũng khá là cao rồi. Đó là pha phản công dọc dây của Tiến D2 và tỷ số được cân bằng 15 đều. Xin chào Nguyễn Thảo Tiên nhé. 30-40 mà lại đánh như thế, ok anh. Thi đấu thì không biết nói như thế nào, không phạm bất kỳ sai lầm nào. Lớp bóng quá non từ phía anh Điệp Thép và anh Dương Đắk Lắc, cảnh xử lý quả bóng rất là đầu lưỡi, rất là gọn gàng, một cú smart không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Tuy nhiên thì không sao cả, đây mới là lượt trận đầu tiên thôi, tâm lý thi đấu của các vận động viên còn khá là thoải mái, vẫn còn phao cứu sinh. Nhưng mà dưới thời tiết nắng nóng 36-37 độ như thế này thì Bình Luân Viên nghĩ là tiết kiệm sức lực trong một trận đấu thì nó sẽ có lợi hơn ở những vòng trong rất là nhiều. Tại vì đây là một giải đấu rất là lớn và số lượng vận động viên rất là đông. Phải đánh 5-6 trận dưới thời tiết nắng nóng như thế này thì không hề dễ chịu một chút xíu nào. Và thể lực chắc chắn sẽ không được đảm bảo. Tỷ số bây giờ là 30 đều. Xin chào anh Tuấn Long Hải nha. Một bóng lỗi. Mình luân viên ngồi dưới bóng cây cùng với team truyền thông mà cái áo nước đẫm luôn mọi người ạ. Thì huống chi là các vận động viên. Hay demi volley, đó là một cú demi volley quá tốt từ phía anh Hải Phúc Nguyên, tỷ số được nâng lên 40-30. Xin chào anh Phúc Trần nha. Vận động viên ngồi ở dưới bóng cây cùng với team truyền thông của mình đây, nhưng mà áo nó ướt luôn mồ hôi, ướt nhẹp luôn á. Hay quá, bóng vẫn còn. Không phạm bất kỳ sai lầm nào. Và tỷ số là 40 đều bóng vàng, chắc chắn là Tiến D2 sẽ là người lấy bóng vàng rồi. Anh Võ Kiệt, anh Kiệt Thanh Đa, né ông thầy ra nha Putin, ok. Xin chào Dương Hedeken nhé. Kê vô lê lớp ra ngoài của Tiệp Thép rồi, xin chào anh Huân Ngô nha. Xin chào Tí Mớm. Siêu cúp thứ mấy đánh Bình Luân Viên, siêu cúp đánh 2 ngày thứ 7 chủ nhật nha anh Dương Hedeken ơi. 5-3. Vậy là tỷ số được rút ngắn, anh Hợp Phúc Nguyên đã giữ được game cầm dấu bóng của mình và rút ngắn tỷ số rồi. Game tiếp theo thì Tiến D2 là người cầm dấu bóng. Bóng liên tục được đè về phía Hợp Phúc Nguyên. Hợp Phúc Nguyên vẫn giữ được bóng, nhưng lớp bóng quá non rồi. Và 15-0 cho Tiến D2. Nếu không có gì thay đổi thì theo Bình Luân Viên dự đoán thì trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số 6-3. Vì khi Tiến D2 cầm dấu bóng thì rất là khó bẻ hai cái lưới. Bên này kèo một phong một lưới, hai cái lưới bên này khá là chắc chắn. Một bóng lỗi. Xin chào anh Phan Huy Chương nhé và các khán giả đang theo dõi livestream. Hay quá, không phạm bất kỳ sai lầm nào, pha cài bóng xuống chân và sau đó anh Hợi Phúc Nguyên ôm lưới dứt điểm rất là nhanh, tỷ số được sang bằng 15 đều. Cảm ơn những like và team được thả lên của tất cả mọi người dành cho Bình Luân Viên và team truyền thông và cho các vận động viên đang thi đấu. Chiều uống bia anh trai, thôi anh phải giữ giọng nha, anh không thể nào nhậu được đâu. Đôi khi Bình Luân Viên xong giải thì Bình Luân Viên hay trốn mọi người lắm. Tại vì
sau khi nói quá nhiều trong một ngày thì bình luận viên rất là hạn chế đi chung với mọi người. Đó là pha dứt điểm rất tốt, một cú sút penalty khá là dễ dàng cho Dương Henrikan. Xin chào anh Thái Thành nha. Xin chào anh Thành Thái. Bình luận viên hay trốn mọi người sau khi mà ngày làm việc của bình luận viên kết thúc lắm. Thứ nhất là vì khi mình nói mệt quá thì mình nói chuyện không có nổi nữa. Hay quá, liếp lớp vẫn cứu được. Hồi Phúc Nguyên đã chủ động lùi về để phụ giúp cho anh Dương rồi. Trời ơi, lớp bóng non quá rồi và không có cơ hội nào cả. Tỷ số đang là 30 đều, anh Dương vẫn đang rất là nỗ lực để bẻ break. Tuy nhiên thì anh Hợi lại đã đánh hơi thiếu chủ động một chút xíu. Chạy vào bóng không tốt và 40-30 và 2 match ball cho cặp đôi tiếm D2 và anh Tiệp Thép. Quay trở lại với chủ đề hồi nãy thì bình luận viên đôi khi phải trốn mọi người, vì bình luận viên cứ ra mà ngồi chơi với mọi người thì không có nói chuyện gì. Mà mọi người hỏi thì nhiều khi mệt quá cũng không có muốn giao tiếp nữa, mong mọi người thông cảm nha. Hay quá, liên tục là những pha tấn công từ phía dưới phòng của anh Dương Đắk Lắk. Bóng vang, cơ hội bẻ break match ball hay là break point đây, mọi người hãy chờ xem. Tiếm D2 sẽ là người chiến thắng hay là Dương Đắk Lắk sẽ là người chiến thắng trong pha bóng vàng này đây. Nếu tiếm D2 chiến thắng thì coi như xong. Còn nếu Dương Đắk Lắk chiến thắng thì trận đấu hết 90% phải phân định thắng thua bằng loạt tie break rồi. Bóng vẫn còn tấn công. Liếp lớp rất hay của anh Dương. Anh Hợi không được rồi. Lại là một pha thiếu chủ động nữa của anh Hợi. Anh Hợi không chủ động lùi sâu trước. Bởi vì và thì trận đấu đã kết thúc với tỷ số 6-4 cho cặp đôi tiếm D2 và Tiệp Thép. Chỗ điểm yếu của bên kèo anh Dương và anh Hợi Phúc Nguyên bị khai thác. Điểm yếu của chỗ lép của anh Hợi Phúc Nguyên rất là dữ luôn. Xin chào Lĩnh Âu Bắc, Trúc Trân và các khán giả đang theo dõi livestream nha. Bình luận viên xin phép được tạm dừng livestream và hẹn gặp lại mọi người trong ít phút nữa. Cũng lượt trận đầu tiên của nội dung đôi nam 1550 điểm luôn mọi người nha. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.